Khủng long là loài động vật nổi tiếng nhất trên trái đất vào thời tiền sử. Thế nhưng chúng không phải là loài duy nhất. Nếu chỉ nhìn qua hình ảnh, chắc chắn bạn cũng sẽ nhầm lẫn những loài động vật dưới đây là một trong số những loài khủng long thời tiền sử. Sống cùng thời với những loài bò sát khổng lồ này, vẫn có những sinh vật có kích thước siêu khủng khác, thường hay bị nhầm lẫn với khủng long vì ít tiếng tăm hơn. Trong số đó thì có một số bạn mới biết đến lĩnh vực này và có cả tôi. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Ujraisa điểm qua những loài sinh vật tiền sử khổng lồ bị lầm tưởng là khủng long nhé. Bắt đầu video thôi nào. Dimetrodon. Dimetrodon nghĩa là hai cỡ răng, tên tạm dịch là bò sát lưỡng nha hoặc bò sát tạp nha, là một loài động vật ăn thịt thuộc nhánh mặt thú. Mặc dù bề ngoài trông giống khủng long, nhưng Dimetrodon lại là một loài sinh vật tiền sử xuất hiện trước khủng long đến 50 triệu năm. Thực chất, loài động vật này được biết đến như là tổ tiên của loài thằn lằn hiện đại. Nó sống vào đầu kỷ Permian, cách đây khoảng 295 đến 265 triệu năm. Nó là thành viên của họ Sphenacodontidae. Đặc điểm rõ bậc nhất của Dimetrodon là một cánh buồm lớn trên lưng, được các gai xương sống kéo dài tạo ra. Nó đi bằng bốn chân và có hộp sọ dài, cong với răng có nhiều kích cỡ trên cùng một hàm. Hầu hết những hóa thạch của nó được tìm thấy ở miền Tây Nam Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Texas và Oklahoma. Gần đây hơn đã tìm thấy hóa thạch của loại này ở nước Đức. Caprosuchus. Caprosuchus, hay còn được gọi là cá sấu lặn lội, là một chi cá sấu đã tuyệt chủng của loài cá sấu Mahajongasuchus, hay còn được gọi là boa constrictor, đã nhanh chóng chiếm được trí tưởng tượng của công chúng và đi vào văn hóa đại chúng ngay sau đó. Tên này xuất phát từ bộ ba răng trông giống như ngà của lợn rừng. Những cặp răng này được chia thành hai cặp ở hàm trên, một cặp ở hàm dưới, trong xương để cho răng đi qua. Nếu không có những rãnh này, Caprosuchus sẽ có hàm của nó được giữ mở vĩnh viễn bằng chính răng của nó. Đầu mõm khá cồng kềnh và có thể đã có sự phát triển dạng sừng. Suy đoán về đặc điểm này là nó có khả năng tấn công, nơi Caprosuchus sẽ lao vào con mồi làm choáng hoặc hạ gục nó trước khi kẹp chặt với hàm và răng của nó. Hốc mắt có sự sắp xếp tương tự như các loại cá sấu trên cạn khác, ở chỗ chúng nghiêng về phía trước thay vì hướng lên trên, cũng cho thấy khả năng Caprosuchus có tầm nhìn rộng với cái nhìn sâu sắc. Mosasaurus. Mosasaurus là một chi thương long, một nhóm thằn lằn đã tuyệt chủng sống thủy sinh. Chúng tồn tại trong thời kỳ tầng Matrix của kỷ Preta muộn, niên đại khoảng 70 đến 66 triệu năm trước đây ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Nó cũng là chi Mosasaur đầu tiên được phát hiện và cũng là chi đại diện cho cả họ bò sát biển khét tiếng này. Các thương long thuộc về chi này luôn đứng trong top các loài sinh vật biển có kích thước to lớn nhất từng tồn tại. Nhưng trong loạt phim Jurassic World, kích thước của Mosasaurus lại tiếp tục bị thổi phồng quá mức. Các nhà khoa học đã phát hiện được hóa thạch của một cá thể Mosasaurus chưa trưởng thành bị vỡ nát hộp sọ do một cú đâm trực diện với lực mạnh khủng khiếp, và kẻ có thể gây ra việc này chỉ có thể là loài Tylosaurus. Với cái mõm nhọn chứa danh của mình, không chỉ cạnh tranh với những họ hàng khổng lồ của chúng, các loài Mosasaurus hiếu chiến còn có tập tính xung đột với các cá thể cùng loài, giống như hành vi của cá sấu ngày nay. Có rất nhiều bằng chứng hóa thạch cho thấy dấu tích tổn thương từ các cuộc chiến như vậy, đặc biệt ở các cá thể nhỏ hoặc chưa trưởng thành, cho thấy hiện tượng các Mosasaurus lớn tấn công và ăn thịt các con nhỏ hơn rất phổ biến ở loài bò sát biển này. Mình cũng đã có một video riêng về loài này, các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào link ở phần mô tả nhé. Leoplerodon. Leoplerodon là quái vật biển khổng lồ sống đơn độc, ẩn mình dưới dòng nước, lao đến tấn công con mồi với vận tốc cực lớn, tận dụng sức nặng của cơ thể để gây ra tổn thương lớn cho con mồi, dù đó là những kẻ săn mồi đáng gờm khác. Sinh trưởng trong giai đoạn khủng long phát triển rực rỡ nhất ở kỷ Jura cách đây khoảng 155 triệu năm, Leoplerodon được coi là vua biển cả, sở hữu kích thước cơ thể khổng lồ cùng khả năng săn mồi cực khôi. Leoplerodon thường được so sánh với siêu cá mập Megalodon, sở hữu bộ hàm dài với những chiếc răng nhọn. Leoplerodon dễ dàng khuất phục những con cá sấu biển, cá sấu khổng lồ Lycictis, Ichthyosaur và thậm chí là những loài bò sát biển khổng lồ khác. Leoplerodon có chiếc mũi rất đặc biệt với khả năng cảm nhận mùi dưới biển. Nó giúp phát hiện ra con mồi ở khoảng cách xa. Điểm yếu lớn nhất của loài thương long này là cần phải nổi lên mặt nước để thở, giống như loài cá voi ngày nay. Gần đây, các nhà cổ sinh vật học nhận định loài bò sát biển Leoplerodon có thể chỉ dài 13 đến 15 mét và nặng từ 30 đến 40 tấn.
Kích thước này vẫn là một trong những loài sinh vật biển lớn nhất từng tồn tại trên trái đất, tương đương với cá nhà táng và siêu cá mập Megalodon. Quetzalcoatlus. Thằn lằn bay khổng lồ Quetzalcoatlus sống vào cuối kỷ Preta ở Bắc Mỹ cách đây khoảng 68 đến 65,5 triệu năm trước. Tên của chúng được đặt theo tên của con rắn thần Aztec God, có lông vũ biết bay của nền văn minh Aztec ở Trung Mỹ. Với kích thước to lớn nhưng nhờ bộ xương có cấu trúc rỗng, nên Quetzalcoatlus có thể bay lượn dễ dàng và trở thành sát thủ đáng sợ trên bầu trời đối với bất kỳ loài vật nào. Quetzalcoatlus được coi là một trong những loài động vật biết bay lớn nhất trên trái đất. Nó có chiều cao tương đương hươu cao cổ khoảng 5-6m, nhưng có sải cánh dài tới 10m, tương đương sải cánh của một chiếc tiêm kích F-16. Quetzalcoatlus được coi là kết quả tiến hóa cuối cùng của loài diệt long Pterosaur. Quetzalcoatlus có thể bay với độ cao từ 3.000-4.000m với tốc độ tối đa là 80 dặm trên giờ, gần tương đương một máy bay du lịch với vận tốc 128 km trên giờ. Với tốc độ này thì hầu như chẳng có con mồi nào có thể thoát khỏi đòn tấn công từ trên cao của chúng. Scutosaurus. Scutosaurus là một chi động vật bò sát phân lớp không cung Anapsid, sống vào thời kỳ kỷ Permi. Nó là thành viên điển hình của họ Bariasauridae. Chúng sinh sống vào khoảng 265 đến 54 triệu năm trước ở Nga, vào thời kỳ kỷ Permi sau này. Tên chi của nó đề cập đến các tấm áo giáp lớn nằm rải rác trên cơ thể của nó. Đó là một loài bò sát Anapsid lớn, không giống như hầu hết các loài bò sát khác, giữ hai chân bên dưới cơ thể để hỗ trợ trọng lượng lớn của nó. Hóa thạch đã được tìm thấy trong khu tập hợp Sokoki của hệ tầng Malokineoskaya ở Nga gần dãy núi Ural. Elasmosaurus. Elasmosaurus là một chi thằn lằn cổ rắn được khớp mô tả khoảng năm 1868, đã sinh sống ở Bắc Mỹ trong giai đoạn Cambodian Preta muộn khoảng 80,5 triệu năm trước. Mẫu vật đầu tiên được mô tả vào năm 1867 gần Fort Worth, Kansas, Hoa Kỳ và được gửi tới nhà cổ sinh vật học người Mỹ Edward Kringer Cope, và ông đã đặt tên cho loài này là Elasmosaurus platyurus vào năm 1868. Elasmosaurus dài khoảng 14 mét và nặng khoảng 2 tấn, làm cho nó là một trong những loài thằn lằn cổ rắn lớn nhất. Chúng có thân thon dài với các vây tai giống mái chèo, một cái đuôi ngắn, đầu nhỏ và cổ rất dài. Cổ dài khoảng 7 mét, loài này khác với tất cả các loài thằn lằn cổ rắn khác bởi có 6 răng, gọi là xương ở đầu mõm và 72 đốt sống cổ. Xương sọ tương đối bằng phẳng, có một số răng dài nhọn. Bryonosuchus. Bryonosuchus là một chi động vật lưỡng cư Temnospondyli, tuyệt chủng với kích thước rất lớn từ giữa kỷ Permi khoảng 270 triệu năm trước. Hóa thạch được tìm thấy tại nơi bây giờ là Brazil. Các hóa thạch rời rạc của loài vật này đã được tìm thấy tại hệ tầng Beira do Fogo tại vùng Paranaíba phía đông bắc Brazil. Và nó được mô tả bởi Rice vào năm 1948. Chiều dài ước tính của nó khoảng 9 mét. Bryonosuchus là loài lưỡng cư lớn nhất được tìm thấy với một mõm dài và nhọn, nhiều hàm răng sắc nhọn, thân dài, chân ngắn và một cái đuôi thích nghi để bơi lội. Nói chung bề ngoài của nó rất giống với loài cá sấu hiện đại, đặc biệt là với cá sấu Ấn Độ. Và nó có lẽ là một loài có lối sống tương tự như cá sấu, với lối sống săn mồi và các con mồi của nó là cá và các động vật thủy sinh. Eubacteria. Eubacteria là họ hàng gần của thằn lằn chúa và chỉ được biết đến ở một địa phương duy nhất ở kỷ Trias là miền Nam Châu Phi. Hầu hết đều dài tới khoảng nửa mét. Hình dạng cơ thể của Eubacteria khác thường ở chỗ chiều dài tương đối của chi sau và chi trước của nó vượt quá chiều dài của loài bò sát tương đương khác cùng đời. Một số người cho rằng Eubacteria có thể là loài đi bằng hai chân tùy ý và có thể chạy bằng hai chân trong khoảng cách ngắn. Vị trí mang tính hệ thống của Eubacteria có vấn đề. Câu hỏi về mối quan hệ của nó xoay quanh cấu trúc của khớp mắt cá chân, một nhân vật then chốt trong việc tìm hiểu về sự tiến hóa của loài thằn lằn chúa. Dù trường hợp thực tế là gì đi nữa thì vẫn có sự nhất trí chung rằng đó là họ hàng với tất cả các loài Archosauria khác hoặc là một phần của dòng dõi dẫn đến khủng long. Inotransivia. Inotransivia là một chi thú ăn thịt đã tuyệt chủng, chứa các thành viên lớn nhất trong họ Goronopsia. Loài này có đặc điểm là răng nanh dài giống răng kiếm. Các loài khác nhau sinh sống ở miền Bắc nước Nga trong thời kỳ Upper Tartarian, một giai đoạn của khu vực Nga tương đương với giai đoạn Vuchia-Pingian của kỷ Permi muộn, có niên đại từ khoảng 260 đến 254 triệu năm trước.
Nó được biết đến từ một số hộp sọ và hai bộ xương gần như hoàn chỉnh. Các loại Inochrans sivaya là loại Gorgonopsis lớn nhất được biết đến. Các cá thể được biết đến có tổng chiều dài cơ thể lên tới 3,5m và hộp sọ dài hẹp tới 60cm. Giống như một số loại Gorgonopsis khác, Inochrans sivaya có đặc điểm là răng nanh phát triển mạnh mẽ, với răng ở hàm trên dài tới 15cm, cơ thể của nó mảnh mai với đôi chân khá ngắn. Loài thú ăn thịt này đã chia sẻ môi trường sống của nó với Scutosaurus mà nó có thể đã săn mồi. Vừa rồi là một số loài tiêu biểu cho những anh em hay lấy rau ông này cấm cầm bà kia đấy. Vẫn còn một số lượng khá khá nhưng mình sẽ làm ở những video sau. Nếu thấy hữu ích, hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ anh em chúng mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các số sau.